xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 1 tháng 3 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều bất cập. Tác động của cục diện tương phá cho biết có điềm bảo tiểu nhân đeo bám người tuổi Tý cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với những vấn đề phát sinh bất ngờ. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa thật sự hiểu nhau, tuổi Tý và nửa kia cần hạ thấp cái tôi, học cách chia sẻ và cảm thông hơn với người bên cạnh mình. Nếu không muốn người ấy giận hờn, ghen tuông, thì hại liên tục, hâm nóng tình cảm. Tài chính, vận trình tài lộc gặp khó, người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải không ít rắc rối liên quan tới vấn đề tiền nông. Cẩn trọng, đừng giữ nhiều tâm sự trong lòng vì sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Tuổi giáp tý tiêu xài phung phí dẫn tới tình trạng tủng thiểu. Tuổi bỉnh tý không nhận được thành tích xứng đáng. Tuổi mậu tý công việc dễ có sai sót do trở ngại nửa chân tuổi canh tí tình hình sức khỏe có dấu hiệu sa sút thấy rõ tuổi nhâm tí đời sống tình cảm có biến chuyển tích cực con số may mắn số 2, số 17, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi ngọ hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi các khỉ xuất hiện nên cơ hội xác suất đạt được mục tiêu rõ ràng. Còn giáp này luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh nên có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tình cảm, vận trình tình cảm hóa giải hiểu lầm. Cả hai người nếu còn tình cảm với nhau nên không thể nói chia tay hay chia lìa. Được biết đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy chia sẻ hòa hợp với nhau hơn như giây phút ban đầu. Tài chính, vận trình ta lộc rực sáng, thực thần nâng đỡ đem lại lộc ăn uống cho người tuổi này hoặc tăng lương thưởng. Cẩn trọng, nên giữ suy nghĩ tích cực, không nên lo nghĩ nhiều. Tội ất sủ, hạn chế tham gia vào các dự án đầu tư rủi ro. Tội đinh sủ, công việc có bước tiến nhờ sự quyết đoán tội kỹ sụ may mắn tìm được đối tác ăn nghỉ tội tân sụ dễ bị họa tiểu nhân đeo bám gây họa tội quý sụ tình duyên cũng được cải thiện đáng kể con số may mắn số 19 số 28 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi mùi ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hành thông. Mỗi lần bắt tay vào công việc, người tuổi dần luôn cảm thấy hăng hải và nhiệt tình. Bản mệnh còn khá hứng thú với những thách thức đặt ra trước mắt vì nhờ đó mà con giáp này có thêm động lực để phát triển. Tình cảm Vận trình tình cảm còn nhiều bất ổn. Người tuổi dần dễ dàng bộc lộ sự tức giận và cao cỏ lên người bạn đời của mình. Còn giáp này nên chú ý hơn tới cách cư xử của mình nếu không muốn tình cảm rạn nứt. Tài chính, vận trình ta lọc khởi sắc, bản mệnh cần phải tập trung hơn với công việc, nhạy bén với thời cuộc để cải thiện nguồn thu nhập. Cẩn trọng, cần kiên trì trong mọi tình huống. Tuổi giáp dân cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tuổi bính dân tình cảm nguội lạnh theo thời gian. Tuổi mậu dân dễ đánh mất phong độ của mình trong công việc tội canh dân chuyện tình cảm không được suôn sẻ tội nhâm dân hành động nóng vòi ảnh hưởng tới kết quả con số may mắn số 1 số 15 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ rắc rối. Người tuổi này có thể sẽ chịu nhiều sự ghen ghét đổ kỵ từ những người đồng nghiệp. Nếu không cân bằng tốt cảm xúc của mình, bản mệnh sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ và cần nhắc thiệt hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm hòa hợp nồng nàn, các cặp đôi thường xuyên tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống thường nhật với nhau. Hai người sẽ không có những cãi vã, hiểu lầm nhỏ nhặt mà chọn cách rời xa. Tài chính, vận trình ta lộc gặp khó, con giáp này có thể rơi vào cảnh túng thiếu do chi tiêu quá đa. Cẩn trọng, nên giữ sự ngay thẳng cầu tiến trong công việc. Tội ất mạo, đề phòng, lời đơm đặt thị phi của kẻ tiểu nhân. Tội đinh mạo, có thể gặp tình huống nội bộ chia rẽ. Tội kỷ mạo, bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển trong công việc tội tần mạo người làm công ăn lương được hưởng lộc trời tội quý mạo dễ mắc các bệnh liên quan tới đường ruột con số may mắn số 2, số 29, màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi hợi năm tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra không được như ý Tỷ Kiên xuất hiện cho biết người tuổi này sẽ gặp phải không ít rắc rối liên quan tới vấn đề giấy tờ, sổ sách, mâu thuẫn gây gắt với đồng nghiệp khiến bản mệnh không còn hứng thủ để làm việc. Tình cảm, vận trình tình cảm chịu nhiều tràn ép, ngũ hành xung khắc đã và đang khiến chuyện tình cảm của người tuổi thân tiến triển xấu. Bản mệnh không nên trút bỏ cảm xúc tiêu cực lên người bạn đời của mình. Tài chính, vận trình tài lộc kiểm sắc người tuổi này nên học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào cảnh túng thiếu. Cẩn trọng, cãi cọ thường xuyên chỉ càng khiến cảm xúc thêm tệ. Tuổi giáp thân, vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc. Tuổi bính thân, tránh đọc thoại hay chi ở một mình. Tuổi một thân, công việc có dấu hiệu tiến triển thuận lợi. Tuổi canh thân, tình cảm tồn tại vết nứt rõ rệt tuổi nhâm thân người độc thân sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp con số may mắn số 4 số 6 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi thân 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa người tuổi tỵ tỏ ra cứng cỏi độc lập trong mọi tình huống nên được đánh giá khá cao ở phương diện này Tuy nhiên, bản mệnh cần học cách lắng nghe nhiều hơn để không bỏ lỡ cơ hội được tiếp thu và tiến bộ. Tình cảm Phần trình tình cảm ngày càng xa cách, mối quan hệ tình cảm của bạn và nửa kia trở nên căng thẳng, lạnh nhạt vì ít ai đủ thời gian dành cho gia đình. Người trong cuộc nên thẳng thắn hơn khi trò chuyện để có thể nhìn ra được vấn đề đang tồn tại tài chính vận trình tài lộc ổn định người tuổi tỵ có thể nhìn ra được cơ hội phát triển tài chính nhờ nguồn thu dồi dào cẩn trọng không nên lãng tránh vấn đề vì chỉ càng làm nó thêm căng thẳng tuổi ất tỵ làm việc gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng tuổi đinh tỵ tìm được mỗi hàng tốt hợp tác xuân sẻ Tội kỷ tỵ có thêm nguồn vốn tài trợ thu về nhiều lợi nhuận Tội tân tỵ thiếu khiêm tốn nên không có được thiện cảm của mọi người. Tuổi quý tỵ, người độc thân nên mở rộng mối quan hệ. Con số may mắn số 5, số 19, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi tuất. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối căng thẳng. Người tuổi ngọ đang làm náo loạn không khí làm việc bởi sự nóng nảy hấp tấp của mình. Ngoài ra con giáp này còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn không giữ được sự kiên nhẫn cần thiết. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng bền chặt, họa sinh thổ cho biết con giáp này luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người ấy. Hạnh phúc được vun đắp theo thời gian và hứa hẹn sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những người trong cuộc. Tài chính vận trình ta lọc đi xuống, còn giáp này nên lập kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng để hạn chế nhận thất thoát không đáng có. Cẩn trọng, nơi sắp xếp lại quỹ thời gian sinh hoạt của mình. Tuổi giáp ngọ, cần cố gắng nhiều hơn khi làm việc. Tuổi bính ngọ, nên chi tiêu có kế hoạch tiết kiệm hơn. Tuổi mậu ngọ, đường công danh sự nghiệp hành thông. Tuổi canh ngọ, nên tranh thủ thực hiện các kế hoạch quan trọng tuổi nhầm ngọ, vội vàng bỏ cuộc mỗi khi gặp chút khó khăn. Con số may mắn số 1, số 34, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không như ý muốn. Tử vi ngày hôm nay cho biết người tuổi mùi có xu hướng giải quyết công việc một cách cực đoan. Ngoài ra bản mệnh còn không kiềm chế được tính cách nóng nảy nên dễ gây ra nhiều tai họa trong công việc. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ, người tuổi mùi nhận được sự quan tâm, yêu thương chiều chuộng từ người bạn đời của mình. Người độc thân cũng mau chóng tìm được một nửa yêu thương nhờ sự cởi mở, chân thành tài chính vận trình tài lộc tiêu tan tiên bạc không cánh mà bay vì con giáp này luôn tiêu xài phung phí cẩn trọng dễ vướng hòa thị phi tranh chấp do tính cách bảo thủ tội ớt môi sức khỏe giảm sút rõ rệt tội đinh môi không nên nhẹ dạ cả tinh. tội kỹ môi nên tránh hành động hấp tấp nóng vội tội tân môi kiểm tra kỹ công việc để giảm thiểu nguy cơ Tuổi quý mùi, nhân duyên tốt, nhiều người yêu kẻ mến. Con số may mắn số 7, số 12, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi hợi. Chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đen sen. Xung quanh con giáp này lúc nào cũng có kẻ tiểu nhân nịnh nọt, bài trò nhằm phá hoại người tuổi thân tốt nhất nên nâng cao thái độ cảnh giác để không tạo sơ hở cho tiểu nhân lợi dụng tình cảm vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm tuổi thân và nửa kia có không ít điểm bất đồng trong quá trình sống chung nhưng sau tất cả cả hai chọn cách bỏ qua và sống trang hà cùng nhau tài chính vận trình tài lộc bất ổn sự chủ quan lơ là có thể lấy đi của con giáp này cả nhiều cơ hội phát triển bản thân cẩn trọng nên có kế hoạch cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tuổi giáp thân có nhiều cơ hội để đạt được thành công. Tuổi bính thân có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tuổi mậu thân đường tài lộc nhiều thăng trầm khó đoán. Tuổi canh thân không nên nhẹ dạ với những vấn đề bất ổn của cơ thể. Tuổi nhâm thân cần chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Con số may mắn số 13, số 8, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi mão. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều rắc rối. Người tuổi này chỉ đạt được một chút thành công là tỏ vẻ hoành hoang, kiêu ngạo. Việc coi trời bằng dung chỉ càng lấy đi của con giáp này nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm tổn thương lẫn nhau. Tứ vi ngày hôm nay khuyên người tuổi giàu nên lựa lời mà nói nếu không muốn làm tổn thương tới người kia. Bên cạnh đó đừng tỏ ra quá gây rắc hay trách móc người khác vì bản thân cũng không phải là hoàn hảo. Tài chính vận trình tài lộc cảm thấy do giàu, nguồn thu nhập đáng kể nhờ công việc chính, có tài lộc mang đến. Cẩn trọng tự tin quá mức sẽ biến thành tự cao tự đại. Tôi ất giàu đương đầu với không ít căng thẳng trong ngày. Tôi đinh giàu không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tôi kỹ giàu tránh những xung đột nơi công sở ngay từ đầu. Tôi tân giàu không nên tranh trại với cấp trên. Tôi quý giàu người độc thân vẫn chưa tìm được người thương. Con số may mắn số 31, số 4, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi sửu 11 Tiểu về hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra gặp vài rắc rối thương quan tác động đặt ra nhiều thách thức cũng như áp lực cho người tuổi này ngoài ra còn nhấp này nên tập trung làm tốt việc của mình nếu không muốn gây ra họa tình cảm Phần trình tình cảm kém chút hài hòa, đôi lửa yêu nhau vì hiểu lầm dồn nén nên có thể sẽ phải xa nhau một thời gian. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương để sẽ chia tâm sự nhiều hơn. Tài chính, vận trình tài lộc gặp trở ngày, bản mệnh không quá dễ dàng tìm được cơ hội cải thiện tài chính trong ngày. Cẩn trọng, hành động nóng nảy có thể chuốc lấy rắc rối vào mình. Tuổi, giáp thuốc, đối mặt với hung tinh, vướng tai họa. Tuổi bính tuất thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi mậu tuất tiền kiếm được nhưng khó giữ trong tay. Tuổi canh tuất dễ vướng vào thị phi rắc rối. Tuổi nhâm tuất tình yêu của các cặp đôi rất tốt đẹp. Con số may mắn số 25, số 13, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút vướng mắt người tuổi hợi làm việc không cẩn thận nên dễ tạo ra sơ hở cho kẻ tiểu nhân gây họa ngoài ra bản mệnh đừng lúc nào cũng tự coi mình là nhất nếu không muốn chặn mọi con đường phát triển tình cảm vận trình tình cảm không được hài hòa bất đồng trong quan điểm sống có thể sẽ tạo ra không ít xung đột cho các cặp đôi Người trong cuộc cần học cách nhẫn nhịn, yêu thương để làm dịu đi những căng thẳng không đáng có. Tài chính, vận trình tài lọc khởi sắc, bản mệnh nếu muốn xuất hành cần đi về hướng tây nam để gặp hỷ thần hoặc hướng đông để gặp tài thần. Cẩn trọng, dễ bị tiểu nhân dầm ngõ và bài trò thị phi. Tội ất hại, vận tài lọc xa xúc dễ vướng hòa hao tài. Tội đinh hại, tránh tin tưởng người khác thái quá tội kỹ hợi, nên tập trung nắm bắt các cơ hội trước mắt. tội tân hợi, tiêu xài hoang phí ảnh hưởng tới tuổi tiên. tội quý hợi, tranh cãi chỉ khiến đo lửa càng xa cách hơn. Con số may mắn số 19, số 53, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi mão.